Video này chào mấy bác nha. Thì em vừa hoàn thành 4 con. Thì đây là video này thì em đang bán hai con kia luôn. Thì chúc mấy bác cố gắng đón coi video. Thì hai con này thì khách đã cọc tiền bên em. Một con là T180 và một con là Echo 343. Hai dòng máy này xài rất là bốc nha, rất là sướng, mạnh, bền. Rất là trâu bò. Rồi ok, thì em sẽ test lên cho hai anh khách. Thì anh kia mua của em con Robin 321 rồi. Còn con này đi Lâm Hà, Đà Lạt. Còn con kia là đi đâu em cũng quên rồi. Con kia đi Quảng Ngãi thì phải. Đi đâu đó? Đi Bình Định. Thì đây, con này nó nổ như súng bắn. Rồi em. Rồi, bây giờ mấy bác đón coi video của hai con kia luôn. Rồi em sẽ làm video riêng ra nha. Em tách nó ra. Rồi mấy bác đón coi được thì mấy bác ủng hộ. Rồi ok, cảm ơn mấy bác đã đón coi video.